Nam mô Đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 5 2018. Hôm nay học đến bài thứ 3 của phẩm Bồi Đắp Niềm Tin. Bài kệ thứ 3 này sư ông dịch như thế này: người có đức tin là người đứng vào bậc đàn anh trong các vị chân nhân. Nhờ đức tin mà ta đạt được an lạc khi thực tập sống ý thức trong giây phút hiện tại. Gần những người có đức tin thì tâm ý ta được đi lên vững chãi và ta được sống chung với các bậc hiền giả có tuổi thọ cao. Đây là cái bài thi kệ trong nguyên văn chữ Hán thì thế này: tín giả chân nhân trưởng, niệm pháp sở trụ an, cận giả ý đắc thượng, trí thọ thọ trung hiền. Thì thực rằng là văn học của kinh pháp cú này, nếu chỉ đơn thuần là cái văn bản tiếng Hán thì có lẽ dịch rất là khó khăn. Thế nhưng mà sư ông đã dịch ra cái thể văn xuôi, cho nên chúng ta nương vào đây chúng ta lý giải nó rất là dễ hiểu. Và mình dịch lại bằng cái thể kệ như thế này. Đây là bài thứ 3. Bậc đạo nhân tinh đạo. Bậc đạo nhân tinh đạo, niệm pháp trú an lạc. Niệm pháp trú an lạc, người thân cận được lợi, thêm lớn trí sống lâu. Bản chữ Hán: tín giả chân nhân trưởng. Niệm pháp sở trụ an, cận giả ý đắc thượng, trí thọ thọ trung hiền. Mình giải thích mấy cái câu này cho nó đủ dễ hiểu. Ba cái câu này có một câu rất là quan trọng, đó là câu này: niệm pháp, tức là an trú ngay nơi pháp, nhớ nghĩ pháp thì đạt đến sự an lạc. Nó có cái hàm nghĩa như vậy. Tín giả tức là cái người có được cái niềm tin, là một bậc chân nhân lớn giữa cuộc đời. Giải thích dễ hiểu nó là vậy: người có được niềm tin, đó là bậc chân nhân, đó là một bậc hiền nhân, đó là một bậc giác ngộ, đó là một con người cao quý, rất là vĩ đại trong nhân gian này. Điều này nó rất là dễ hiểu. Thưa các vị, trong đời sống bình thường mà mình không có niềm tin thì mình không thể thành đạt được bất cứ điều gì hết. Chắc vậy. Từ chuyện học tập cho tới chuyện làm giàu, cho tới chuyện giản dị nhất trong cuộc sống bình thường là kiếm một người để thương cũng vậy. Nếu không có niềm tin thì ta sống lền bền với cuộc đời, ta không thể làm được gì cả. Người đó giống như là không có năng lực của đời sống, người đó uể oải, người đó ù lì. Và người như vậy thì dù cho luyện họ trong đạo, bị ràng buộc ba bên bốn phía, bị cái sự thúc bách của chư tăng để tu, họ cũng không tu được. Chắc như vậy. Tại vì cái năng lực sống nó không có. Cái năng lực nó tạo thành niềm tin nhé. Niềm đam mê, sự hưng phấn, nó làm thành bao nhiêu sự thành công giữa cuộc đời. Thế cho nên tín giả có hàm nghĩa là người có cái niềm tin, có sức sống. Và nếu họ đi vào con đường tu, họ là một người xuất gia thì chắc chắn rằng là họ thành tựu được cái phẩm chất của người xuất gia. Họ có thể phát triển trí tuệ, họ có thể tu phát sinh tự giác, họ có thể ra đường, họ có thể làm đạo được. Và nếu họ không có mở tâm hành Bồ Tát đạo, họ sống trong đạo thì họ là cái bóng mát che chở cho bao nhiêu người. Tâm thức họ nó đủ vững mạnh, đủ mênh mông, đủ bao dung. Thế cho nên đó là căn bản của mọi pháp lành,
Căn bản của mọi sự thành công là như vậy. Câu thứ hai, niệm pháp trú an lạc. Mình biết được pháp để hành trì. Ở mức độ cạn đó là đời sống mình có hạnh phúc, có an lạc. Mức độ sâu sắc, thưa các vị, niệm pháp là hàm nghĩa rằng là mình thấu đạt được. Thấu đạt được bản thể chân thật của chính tự tâm mình. Hay nói cách khác, đó là ta có nhiều tầng tâm nha. Cái tầng tâm cạn, thông thường chúng ta cứ đồng nhất vào đó là những cảm xúc, những vui buồn. Cái tầng tâm tinh tế hơn đó là ý chí của chúng ta, nguyện lực của chúng ta, nghĩ suy của chúng ta, toan tính của chúng ta. Nó liên tục nó vận hành trong một ngày không dừng. Hay nói cách khác là cái đầu nguyên thiên của chúng ta nó luôn thầm thì nói năng xuôi ngược đó, cũng gọi là một tầng của tâm thức. Đây là ý thức nó vận hành. Đây là tầng tâm thức thứ hai. Tầng tâm thức thứ ba gọi là pháp, cũng có hàm nghĩa rằng đây là pháp tánh thân, cũng có nghĩa là tâm thức vũ trụ, cũng có nghĩa là thể niết bàn của chính tự tâm ta. Trong cái từ của kinh điển Phật giáo Bắc truyền thì gọi đó là chân tâm. Trong cái dòng thiền gọi nó là con người thật của anh, mặt mũi thật của anh. Thế thì ba tầng tâm này, tùy vào cái mức độ hiểu pháp, mình an trú được cái tầng nào mình có được an lạc tầng ấy nghe. Ví dụ như mình hiểu pháp ở cái tầng rất bình thường, học Phật pháp là một nè, đọc kinh văn là hai nè, những bước thực tập căn bản như là mình có thể dùng năng lực chánh niệm để mình tu tập làm cho tâm mình an định, đây là hiểu pháp một cái tầng căn bản nhất, thì mình có khả năng chữa trị được ưu tư, buồn phiền, bất an, sầu muộn, lo lắng. Đây là cái tầng cả nhất. Mà để chúng ta hiểu pháp, chúng ta chỉ cần thực tập một pháp hành trì giản dị, có thể là mình niệm Phật, có thể an trú trong thiền tập, vân vân, có thể sử dụng cái năng lực chánh niệm làm cho cái khả năng chánh niệm của mình nó dày lên, nên nó có thể an trú được ngay bây giờ, ngay nơi đây, sống với một cái trạng thái hiền pháp lạc trú. Thì đây là cái tầng rất là căn bản mà ta hiểu được điều này thì ta đã an lạc, gọi là niệm pháp sở trụ an là như vậy. Thấu được pháp, an trú ngay nơi pháp thì có thể đoạn trừ được buồn phiền, bất an, ưu tư, giận dữ, lo lắng. Thế là ở cái tầng thâm sâu, thưa các vị, có thể những cảm xúc của anh trấn ngự được, nhưng mà những cái điều nó vô cùng phiền muộn là cái đầu của anh nó luôn nguyên thiên, nó không dừng, nó luôn thì thầm, nó luôn nói, nó không chịu nín, biểu nó nín nó còn không nín nữa, nó nói hoài. Và không có gì đáng ghét bằng chuyện này nghe. Ví dụ như mình sống với một người bạn mà hắn cứ nguyên thiên cả ngày mà chịu không nổi. Và nếu thần kinh yếu thì người ta có thể bị điên luôn. Thế nhưng mà các vị quên điều rằng chính bản thân của ta, cái tầng tâm thức của ta nó nguyên thiên hơn bất cứ một con người nào giữa đời này. Nó thầm thì nó nguyên thiên, nó như một phố chợ. Thì cái tầng tâm thức này, thưa các vị, nó là cái dạng ta gọi là ý thức, nó là cái dạng ta gọi là tư duy, cái dạng ta gọi là sự suy nghĩ, dạng ta gọi là ý chí của chúng ta. Và chúng ta lầm tưởng nó là ta, nhưng mà kỳ thực nó không phải. Nó chỉ là một kẻ tôi tớ trong bản tâm ta mà thôi. Tức là cái năng lực của nó rất bé nhỏ. Thế nhưng mà đời sống của chúng ta, ta cứ đồng nhất mình vào nó từ bé tới giờ. Do vậy cho nên nó trở thành cái dòng nghiệp lực. Ta cứ đồng nhất ta vào cái nghiệp sinh tử của ta. Đến nỗi một lúc nào đó mình bỏ cái xác thân này thì mình thấy mình là dòng ý thức đó, cho nên mình lại tìm một người này khác mình tái sinh. Và sống như vậy thì ta gọi sống với tâm thức phàm phu.
Thế rồi mình niệm pháp có nghĩa là mình có thể làm được việc. Từ bước căn bản là từ thiền chánh niệm đi vô, mình nhận diện được rằng là đây là những dòng ý thức nghĩ suy thì thầm nó miên man, nhưng mà ta không hề là ý thức này. Ta là cái năng lực trí tuệ đang chiếu sáng nó, đang nhận diện được nó. Hay nói cách khác, sắc thọ tưởng hành thức nó không phải là ta. Ta bao trùm cả sắc thọ tưởng hành thức. Ta là cái năng lực tâm vũ trụ. Nó không ở ngoài, không ở trong, mà nó cũng ở ngoài, nó cũng ở trong. Ngay nơi buồn vui hờn giận bất an có nó, ngay nên cái tiếng nói rầm rì này cũng có năng lực tâm, gọi là năng lực tâm vũ trụ. Cái từ đó để cho ta dễ hiểu, nhưng mà kinh văn thì gọi rằng là tâm bất động, là trí tuệ bát nhã. Cái từ mà trong cái truyền thống sư ông hay dùng là tuệ giác. Tuệ giác nó không có hàm nghĩa rằng là cái đầu của các vị nguyên thiên á, mà tuệ giác là triệt tiêu những cái nguyên thiên ở đây, chỉ còn một cái trạng thái tâm chiếu sáng, thấy được từng dòng ý thức đang sinh đang diệt, thì lúc bây giờ cái ấy mới gọi là tuệ giác. Chứ tuệ giác không phải là những cái suy nghĩ, không phải là những dòng chữ trong đây. Thế thì nhận ra điều này, an trú được ngay cái sự thực tập này thì trụ nơi cái vùng trời niết bàn. Cho nên tóm lại nó có nhiều tầng là như vậy, và câu này sẽ diễn nó quan trọng là như vậy. Câu thứ ba, cận giả ý đắc thượng. Thưa các vị, mình thân cận những người có năng lực tu tập, điều dễ hiểu là mình được nuôi dưỡng nha. Cái điều này nó rất dễ hiểu, các vị sống gần gũi thân cận với một người bạn, mà tâm thức của người đó nó tràn đầy cái sự khó chịu, nó tràn đầy sự nhỏ nhoi, thế thì chắc chắn sớm muộn gì nó cũng làm cho chúng ta lâm vô cái tình trạng khó khăn, là điều thứ nhất mình rất đề phòng. Sống với một người tâm thức họ không có mênh mông, không có rộng mở, không có yêu thương, thế thì điều đầu tiên là ta rất là e sợ, rất là đề phòng, cộng với sự sợ sệt nữa. Tại vì dường như là những cái sơ suất của mình, những cái vụng về của mình, trong câu nói, trong tiếng cười, mình bị chỉ trích. Nói cái từ theo cái từ Việt Nam là bị lên lớp. Có khi lên lớp đúng thì chẳng nói làm chi, nhưng mà thông thường thì từ một tâm thức phàm phu, cho nên có những điều mình dạy nó rất là vụng nha, rất là vụng. Mình dạy không giúp được người ta phát triển mà còn làm tổn thương người ta, có khi làm thui chột bồ đề tâm của người ta. Và thưa các vị, chúng ta đều có một cái bệnh chung là thích dạy, mà chúng ta quên rằng là cái cách dạy bằng ngôn ngữ nó là phần thứ yếu. Cách dạy bằng chính đời sống của anh, bằng nhân cách của anh, cách này được gọi là cách của tầng trung á, tầng trung. Cách dạy tuyệt vời ở cái mức độ thâm sâu đó là dùng năng lực của từ tâm, dùng năng lực tu mà không cần nói, cái sự hiện diện của anh, cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười, cái nhìn người, mời một chung trà, mời một bữa ăn, gật đầu chào, những cái cách biểu lộ từ cái tâm yêu thương tràn ngập, đây là phương pháp giáo hóa cao vời nhất. Thế mà chúng ta không làm điều này được, do vì chúng ta chưa có nỗ lực. Do vậy cho nên cái khả năng rất bình thường chúng ta là ta thích dạy người bằng miệng. Và cái điều này nếu chúng ta không khéo tự nuôi dưỡng mình thì lâm vô cái tình trạng rất khó khăn, là càng ngày mình càng bị người bên cạnh ảnh hưởng đến mình. Dễ tác hại nhất là làm thui chột bồ đề tâm nhé. Nếu không khéo tu, thưa các vị, rõ ràng rằng là có khi ta sống trong môi trường tu như thế này, ta cũng không nuôi dưỡng được chính ta. Trái lại, các vị mà có năng lực tu nhất định thì luyện vào bất cứ môi trường nào, các vị cũng không bị tổn thương. Người ta làm mọi việc là chuyện người ta, nhưng mà bản thân ta rất là quan trọng nha. Thưa các vị, có những lời nói hay, có những bài pháp tuyệt vời, thế nhưng mà có khi một đời mình nghe mà mình không học được nha.
Cho nên học được cùng không học được là do chính chúng ta chứ không phải từ nơi vị thầy. Làm lành thiện đời sống mình được cùng không được không phải là do ai bên ngoài tác động cả, mà do chính tự thân các vị. Thế cho nên phân ra hai tầng. Cái tầng phàm phu bình thường, mình gần các bậc thầy giỏi là một, có năng lượng từ bi là hai, có những cái phương tiện tuyệt vời dạy dỗ ta là ba, thì mình mới phát triển được. Còn không thì đời sống mình rất là thui chột, không thể phát triển được. Thế nhưng mà nếu cái nỗ lực các vị có, cái bản lĩnh tu hành các vị đã được nuôi dưỡng, thế thì chắc một điều rằng là mình gần gũi những vị thầy giỏi thì tự nhiên mình được tăng trưởng, tăng trưởng. Rồi mình tiếp xúc với những người không giỏi, mình cũng không bị tổn thương, không bị thui chột tâm mồ đề. Thế thì thưa các vị, cái câu cận giả ý đắc thượng nó hàm nghĩa rằng là điều thứ nhất là mình nên chọn nhé. Nếu có một bậc thiện trí, nếu có một bậc giáo thọ tốt lành giúp cho đời sống mình tăng trưởng, thì đây là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để mình có thể tự nuôi dưỡng tâm bồ đề của mình từng phút giây một. Thế nhưng cái trường hợp này nó không xảy ra thì mình phải khéo làm một điều rất là bình thường, đó là mình chọn cái đối tượng để mình thân cận để có thể nuôi dưỡng được bồ đề tâm của mình. Và đối tượng thân cận tuyệt vời nhất là giáo pháp nha. Đối tượng thân cận tuyệt vời nhất là giáo pháp. Giáo pháp cái Kitô đô 26 thế kỷ mà vẫn chưa cũ. Và do vậy cho nên cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý nơi đây đó là thế này. Đó là điều thứ nhất, mỗi một ngày trong đời sống tu á, mình phải nhìn lại mình coi là tâm thức của mình nó có lành hơn hay không, nó có dễ thương hơn hay không, nó có đủ khiêm hạ hơn hay không, nó có phát triển được từng ngày trong đời sống tu hay không. Mà nếu các vị thấy rằng là những điều mình vừa kể đó dường như nó không phát triển, mà cảm thấy rằng mỗi ngày dường như mình cảm thấy phiền muộn hơn, khó chịu hơn, lòng mình chật chội hơn, không thể bao dung người, không thể rộng lượng với người, không thể khiêm tốn hơn, mà càng ngày lòng mình nó càng tràn đầy cái sự tự hào, kiêu ngạo, vân vân. Thế thì các vị thấy là mình đang đuôi rồi đó, tức là con đường tu nó không tiến mà nó đang tụt lui lại. Và khi cái sự tụt lui nó có trong tâm thức ta thì thưa các vị, cái điều tội nghiệp không phải cho ta nhé, mà cho rất nhiều người chung quanh ta. Tại đời sống trong tu viện là một đời sống không thể cô đơn được. Các vị luôn tiếp xúc với người bạn tu, tiếp xúc với người cư sĩ. Thế cho nên thưa các vị, từ cái điều này mình đã ý thức một điều rằng là thân cận chánh pháp, thân cận thiện trí, thân cận với cái cộng đồng tăng lữ mà mình không phát triển được, mình đang thui chột niềm tin. Cái tu tập của mình nó lui sụp thì biết rằng là cái con đường tu mình nó đang lâm vô cái tình trạng tật bệnh, ốm yếu và có thể không cắm rễ được trên con đường tâm linh. Và chắc chắn rằng là cái tình trạng như thế này thưa các vị, càng về lâu về dài thì tật bệnh nó càng nhiều nhé. Mình không có niềm vui trong đạo, không cảm thấy hỷ lạc trong những ngày tu, thì đây là một sự thất bại lớn. Câu thứ tư, trí thọ thọ trung hiền. Thưa các vị, chữ thọ này nó có hàm nghĩa rằng là dễ trở thành một người cao quý, bậc trưởng lão, một bậc già dặn. Cái nguyên tắc trong đạo thưa các vị, nó có khi không phải là do tuổi hạ cao nhé. Tuổi hạ cao nó là một phần, thế nhưng mà nếu tuổi hạ đó không đi đôi với đức hạnh, không đi đôi với cái năng lực tu tập, thế thì dù tuổi hạ cao nhưng mà chưa phải gọi là bậc trưởng lão. Bậc trưởng lão trong đạo Phật nó gồm hai yếu tố, một là hạ lạp cao, hai là
đức hạnh trí tuệ cao theo với những năm tháng tu thì được gọi là bậc trưởng lão nghe. Cái điều này ở nhân gian nó cũng vậy thôi. Thưa các vị, nếu ta già mà ta không thể lắng dịu tâm thức như những người già, vẫn còn bốc đồng, vẫn còn sốc nổi, vẫn ăn nói lộn cộn, vẫn đua đòi theo những cái trò vui của trẻ nít, thế thì người ta gọi đó là những ông già hư nghe. Họ dùng nhiều cái từ tệ hơn nữa, nhưng mà mình chỉ nói ngang đó thôi. Vì trong đạo cũng vậy, cái chữ thọ này, trí giả thọ, nó hàm nghĩa rằng là chỉ những người có trí sống lâu trong đạo mới trở thành bậc cao quý. Chứ nếu anh là một hàng ít học, ngô nghê, cộng với năng lực tu không có, thì càng sống lâu trong đạo càng trở thành người già có hạ lạp cao, càng là cái sự chướng ngại cho một đại chúng người ta. Điều này nó hẳn nhiên đó nghe. Tại vì càng già, địa vị mình càng cao trong đạo, cho nên người ta không dám đụng tới mình, không dám nói tới mình. Tuổi mới xuất gia người ta còn dạy được, mới thọ tỳ kheo thì các hàng thượng thọ còn có thể nhắc nhở được. Thế nhưng mà anh lên tới 30 cửa hạ, 40 cửa hạ, anh quy nghi, anh thô tháo, anh nói năng cọc cạch, thế thì không ai dám đụng anh đâu. Tại anh là người tuổi hạ lớn mà, anh vinh vào cái cớ anh là người lớn, cho nên anh có quyền là tấn ngự người khác, dùng cái quyền uy của người tu lâu, anh có thể đè đầu người ta, anh có thể chà đạp người ta, anh có thể quỷ nhục người ta. Thế thì thưa các vị, cái hàng vụng về, ít học, kém trí, không thể thành tựu được cái địa vị cao quý trong đạo là như vậy. Đây là trí thọ, nó hàm nghĩa vậy. Thọ trung hiền, nó hàm nghĩa rằng là những con người họ được nuôi dưỡng trong đạo, họ đã thuần hóa tâm, họ có nội lực tu rất là vững vàng. Thế thì thưa đại chúng rằng là nếu họ càng sống dai trong đạo thì họ càng là một cú quý trong già lam nhé. Cú quý trong già lam, họ trở thành một bóng mát, một bậc hiền nhân, một người làm chỗ tựa nương cho cả một đại chúng. Có khi họ không cần làm gì cả, họ chỉ sống trong chúng thôi, họ chỉ cần có mặt thôi. Năng lượng lành của họ, cái đứng, cái đi, cái nói, cái cười của họ, nó tỏa sáng, nó làm bóng mát, nó làm chỗ tựa nương, nó làm thành cái sự bình an cho một đại chúng. Đó là nói trong phạm vi già lam nhỏ nghe. Thế là trong trần đời này, nếu có những vị thầy, những vị đạo sư mà ngộ đạo, họ có nỗ lực tu thực sự, thưa các vị, họ làm thành lợi ích lớn cho một quốc gia, họ trở thành một con người mang đến phúc lạc cho một vùng dân cư, một đất nước, chứ đừng nói là trong đạo Phật nhé. Thưa các vị, là chừng như hành tinh chúng ta không thiếu những bậc đạo sư như vậy, hành tinh chúng ta không thiếu những bậc đạo sư như vậy. Các vị biết rằng là một mình Ngài Đại La Lạt Ma thôi, cái sự có mặt của Ngài mang Phật Pháp đến và gây nên rất là nhiều cái niềm cảm hứng cho những người lãnh đạo chính trị trên hành tinh này hết. Cho đến nỗi rằng là một cường quốc kinh tế thứ hai trên hành tinh này là Trung Hoa, họ dùng mọi cách, họ ngăn cấm là không cho Tổng thống Mỹ tiếp kiến Ngài Đại La Lạt Ma, bằng cái lực chính trị của một quốc gia rất là mạnh như vậy. Ấy vậy mà khi Ngài đến đâu thì thưa các vị, người ta đều đón tiếp Ngài một cách nồng nàn, như một bậc thầy chân quý, gần gũi. Thế là các vị nhìn Sư Ông Làng Mai chỉ có một mình thôi, thế mà mang lại lợi ích không biết bao nhiêu gia đình, bao nhiêu con người trên đất nước Tây Phương và các nơi nhé. Đây là những con người nổi danh mà chúng ta biết, thế nhưng mà còn rất rất nhiều những bậc thầy, những bậc đạo sư. Sự có mặt của họ, thưa các vị, có khi là không phải những công trình nó làm thành cái quy danh gì lớn để cho thiên hạ biết, thế nhưng mà nếu ai có
cái nhu cầu để sống tâm linh nó thăm dò vào những cái trường phái tu á, thì nhận ra điều này ngay nha. Mình vừa đọc một cuốn sách của một ni sư người Hàn Quốc ở Việt Nam là gì, cái cuốn đó có tên là Không Có Dòng Sông Để Vượt Qua. Và cái truyền thống thiền tông của Hàn Quốc còn rất mạnh nha. Và ni sư mới vừa mất năm 2012, 80 ngoài tuổi. Các vị đọc cái cuốn của ni sư thấy rằng là cái năng lực trí tuệ của bà rất là kỳ vĩ, rất là kỳ vĩ. Những lời của bà dạy, ngôn ngữ của bà nói nó tương ứng với các vị thiền sư lớn của truyền thống Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Hàn Quốc. Và tôi nghĩ là những điều này một số các vị thiền sinh Mỹ có thể tìm đọc trong những văn bản tiếng Anh nha. Các vị không thể lường được những con người họ có một cái niềm đam mê thiết tha đối với công trình tu tập, họ bỏ vài mấy năm vào trong sơn lâm đó, rời xa cái đời sống hưởng thụ vật chất bình thường như thế này. Chúng ta đang thụ hưởng đời sống vật chất bình thường nha. Thế nhưng những con người kia họ thấy được đạo rồi, họ nghĩ rằng là họ cứ sống với đạo, an trú ngay nơi pháp để tự pháp nó vận hành thôi. Nếu thực sự thấy được đạo rồi, liễn hẳn cuộc đời mình vào đạo, liễn hẳn cuộc đời mình vào dòng pháp để cho pháp nó tự vận hành, thử coi là nó đi tới đâu. Thế rồi bà phát giác rằng là khi người ta thấy được đạo và sống được chí tình đối với con đường tu tập như vậy thì mọi cái vấn đề thuận lợi của con đường hành đạo nó mở ra rất là mênh mông. Không cần cầu cạnh, không cần toan tính, không cần mưu đồ chi cả, tự nó hoàn thiện đời sống tu, hoàn thiện đời sống hành đạo, hoàn thiện đời sống phổ biến chánh pháp. Bà thành lập vài chục cơ sở, vài chục trung tâm, và những cái điều bà giảng dạy, thưa các vị, nó từ gan ruột của bà tuôn ra, chứ bà không hề bắt chước vị thiền sư nào, cũng chẳng hề dẫn dụng kinh văn gì cả, nhưng mà lời lời đều tương hợp với lời của Phật và chư vị tổ sư. Đây gọi là năng lực tự giác, khi thực sự phát triển thì nó thành tựu được như vậy nhé. Đó là mình dẫn ra một người để thấy rằng thọ trung hiền là vậy. Người có nỗ lực tu thực sự thì trở thành một bậc thầy, một bậc giáo thọ cao quý. Một con người trở thành một bóng mát, và ai thân cận họ thì hưởng được năng lượng vô cùng lành. Tóm lại, mình giải thích bốn câu này để các vị thấy rằng cái từ vô cùng quan trọng là từ này nghe. Niệm pháp đây, an trú được ngay nơi pháp để hành trì, mọi việc nó vận hành theo với cái công trình tu của các vị. Đôi khi chúng ta không thấy được pháp, đôi khi cái niềm tin của chúng ta đối với con đường tu dường như nó cũng còn nhạt nhòa, chưa có một cái niềm đam mê thực sự đối với việc tu. Do vậy chúng ta mời gọi những sự tính toán của mình, lo lắng của mình, bất an của mình để sắp xếp đời sống tu của mình phải thế này, thế nọ, thế kia, đầy những lo lắng nha. Và những điều này thưa các vị, thông thường chúng ta nghĩ rằng là phải như vậy, phải nhiều toan tính như vậy, nó mới đáp ứng được cái bước đường rất dài trong công trình tu tập. Nhưng mà kỳ thực không phải, kỳ thực không phải. Anh hãy luyện hẳn đời sống anh vào cái chỗ thấy được đạo, ngộ được pháp và miệt mài hành trì, thì mọi việc nó dần dần giải quyết theo với cái hướng thiện lành, theo với hướng phát triển. Còn mình do vì năng lực tu mình rất yếu, cái thấy của mình nó chưa đủ sâu sắc, cái niềm đam mê của mình đối với con đường tâm linh dường như nó phất phơ thôi. Do vậy cho nên thưa các vị,
Có khi mình tày tật, mình quyết làm mọi việc để cắm rễ trong đời sống tu, nhưng mà cắm không sâu được. Cuối cùng rồi bật gốc hết. Và như vậy nhé, đây là cái điều chúng ta hãy nhận diện cái ý thức về cái sinh hoạt tu của chúng ta, hành trì của chúng ta. Mình đi vào cái phần giải thích thêm một chút. Ý đầu tiên mình muốn thưa nó là bậc đạo nhân tinh đạo niệm pháp trụ an lạc. Đạo nhân là niệm pháp. Thì thứ nhất đó là mình nói về cái niềm tin. Cái chủ đề của mười mấy bài học trong cái chương này thì sư ông dịch nó là bồi đắp niềm tin. Thưa các vị, cái niềm tin rất là cần thiết nha. Chúng ta đã từng học qua các cái bài Kinh Pháp Cú phía trước. Các vị còn nhớ rằng mình chia ra cái niềm tin đối với Phật giáo Bắc truyền bình thường và Phật giáo của Mật Thừa. Phật giáo Mật Thừa họ quy tứ bảo chứ không phải tam bảo, tức là Phật, Pháp, Tăng và Bổn Sư truyền mật pháp cho họ. Họ có tin chết bỏ vì thầy, biểu chết là chết, biểu sống là sống. Thế cho nên cái điều đầu tiên rất là căn bản đó là các vị ném đời sống mình vào chùa tu tập mà các vị chưa hoàn toàn tuân phục vị thầy thế pháp cho các vị, cạo tóc cho các vị, làm lễ xuất gia cho các vị. Thế thì cái đường tu các vị không thể cắm rễ sâu và không thể phát triển được. Cho nên điều đầu tiên rất là cần đó là ta đặt trọn vẹn niềm tin của ta vào vị thầy ta đã xuất gia. Đây là yêu cầu tiên. Mình còn chưa thiết lập được niềm tin đó trong trái tim mình. Thưa đại chúng, là cái việc tu của mình chẳng qua là mình tu cơ hội cho vui thôi. Tu vì thấy ở đời lây quay mấy chục năm thì cũng chẳng ra làm sao, cho nên thôi đi tu đỡ vất vả hơn, kiếm miếng sống mỗi ngày thôi. Và nó là như vậy nha. Cho nên cái điều đầu tiên rất là cần đó là khi ta luyện đời mình vào già lam để xuất gia thì cái niềm tin ta phải đặt trọn vẹn nơi vị thầy ta xuất gia, đem trọn thân tâm của ta, mạng sống của ta trải chân thầy. Người xưa bảo rằng là con xin chẻ xương của con ra, con xin banh da thịt của con ra, con trải chân thầy, con đem máu con thoa trên mặt đất, xin mời thầy bước lên, con đem trọn vẹn đời sống con dâng hiến cho thầy. Đây là cái niềm tin đầu tiên mà nếu chúng ta chưa thiết lập được đối với vị thầy mình xuất gia thì con đường tu mình, thưa các vị, rất ư là lung lai, không phát triển được, không thể tiến được trên đời sống tâm linh. Cho nên thưa các vị, niềm tin là bậc đạo nhân chưa nói, hãy nói niềm tin với những vị thầy thì các vị phải thiết lập điều này rất là căn bản. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái sự thành tựu đạo nghiệp của các vị, chứng nghiệm trí tuệ của các vị, an trú nơi pháp, thành đạt sự giải thoát của các vị, có khi không phải từ nơi vị thầy kia là bậc thánh nha, không phải ông là A-la-hán gì cả. Thế nhưng mà những cái điều đó, nếu bên trong các vị chuẩn bị đầy đủ, thế thì những nhân duyên để cho các vị thành đạt được sự nghiệp trí tuệ nó phát sinh nơi các vị. Ở nhân gian người ta dùng cái từ rằng là không có vị thầy là tạng nguyên, có hàm nghĩa thì rớt hết, cho nên về mở trường dạy học thôi. Thế nhưng mà dạy học thì học trò thì đổ tạng nguyên á. Đa phần những ông giáo đều là những người thi rớt. Thế nhưng mà chính những ông giáo ấy đào tạo thế hệ học trò nó thi đậu. Cho nên ý thứ hai mình xin thưa rằng là mình đừng
đem cái tâm phàm của mình phê bình vị thầy của mình, thầy như thế nọ như thế kia, thầy không có đủ tiêu chuẩn để làm thầy tôi, để khai sáng tôi, vân vân. Nhưng mà thưa, nếu thực sự cái niềm đam mê tu tập trong các vị dâng lên, cái năng lực tâm linh của các vị tràn đầy sự thiết tha, mong muốn chứng nghiệm được trí tuệ, thành tựu sự nghiệp giải thoát, thì chính những điều đó nó dâng lên trong các vị, nó làm cho các vị thành tựu được sự nghiệp giải thoát, chứ không phải từ vị thầy nào ban cho các vị cả. Ông thầy nó có thể phàm phu, ông thầy nó có thể là chưa có hoàn thiện như cái điều mong muốn của các vị, không quan trọng, mà quan trọng là chính các vị. Cái điều này thưa các vị, có khi mình không hiểu rõ nghe. Cho nên có khi là nhiều Phật tử cư sĩ họ mở miệng ra phê bình chùa này, chùa nọ, chùa kia, mình nghe mình rất ư là khó chịu. Kỳ thực rằng là nếu thực sự người có tấm lòng tu tập á, thì họ một bề tôn kính Tam Bảo, một bề phủ phục trước chư Tăng. Dù chư Tăng đó không đáp ứng được cái nhu cầu như họ mong muốn, thế nhưng mà cái lòng cung kính của họ nó rất là cao, rất là mãnh liệt, rất là sâu sắc. Thế thì trong đời này phước lành nó tụ nơi người đó, năng lực học Phật nó dâng lên trong con người đó, khả năng thành tựu được giải thoát nó cũng có mặt nơi những con người đó. Thế cho nên thưa các vị, trong thế giới cư sĩ, nếu thực sự là những người Phật tử học Phật thì họ phải như vậy, phải như vậy. Trong thế giới người xuất gia ta cũng vậy nghe. Nếu các vị chưa hoàn toàn tuân phục, cái từ mình dùng ở đây là tuân phục nè, vị thầy của mình, thế thì mình không có khả năng, không có khả năng đi vào học giáo pháp để có thể thực tập trong một đời thành tựu được sự nghiệp giải thoát, chắc như vậy. Vị thầy là cái gạch nối để mình đến với đạo. Dù vị thầy đó là nhà quê cọc cạch, các vị thấy là trong giới bản thì kheo sĩ ông có những giới điều rất là tuyệt vời nghe. Dù cho anh học thông minh đến độ nào, anh thành tựu công danh ra làm sao, thế nhưng mà vị thầy xuất gia của anh dù nhà quê cọc cạch, nhưng mà đối với vị thầy ấy, đối với vị thầy ấy, anh một bề cung kính, một bề tri ân. Đây là bước đầu, bước căn bản. Thế cho nên niềm tin ở bậc đạo nhân này đầu tiên nó sinh khởi, nó mang cái món quà vô cùng là sâu sắc đến cho tự thân các vị, chứ không phải là vị thầy nhé. Rồi cái việc bình thường nhất thưa đại chúng rằng là mình cung kính chư Tăng, mình đảnh lễ chư Tăng, đảnh lễ vị thầy, phụ phục trước vị thầy, không mang đến lợi ích gì cho ông thầy đó cả, mang đến lợi ích nơi chính các vị thôi nghe. Cái niềm tôn kính, sự khiêm tốn, nó làm cho tâm chúng ta thuần hóa rất là dễ. Nó làm cho cái năng lực khiêm tốn của ta tự nhiên nó trở thành một con người hòa ái, dễ thương. Mà trên con đường hành đạo thưa các vị, cái con người mà càng khiêm tốn bao nhiêu thì cái công trình hành đạo của họ nó càng thành tựu dễ bấy nhiêu. Mà một con người mà cảm thấy mình đã đủ, rất tự mãn, thế thì trên con đường hành đạo, qua con đường tu tập, rất là nhiều cái trở ngại đến với họ. Và nếu có phải trở thành vị thầy lớn thì trên con đường hành đạo không thành công. Cho nên cung kính vị thầy, đảnh lễ chư Tăng, hết lòng tôn phụng Tam Bảo, nó không có mang lợi ích gì cho cái người được tôn kính cả, người được lễ lại cả, mà nó mang lợi ích đến cho các vị, chứ không phải đến với bất cứ ai nha. Đây là nguyên tắc đầu, niềm tin ở bậc đạo nhân là như vậy. Điều thứ hai, cái sức mạnh thưa các vị là trong đời này nếu mình may mắn gặp được những vị thầy họ có trí tuệ thực sự, họ có cái nỗ lực tu thực sự, họ có tấm lòng thực sự đối với cái công trình dựng chúng, nuôi dạy chúng á, thưa đại chúng là mình ném đời mình vào, mình đến với sự tu tập, mình ở trong vòng tay, ở trong cái bóng hào quang của các vị thầy ấy, cái sức mạnh nó vô cùng to lớn, không lường được. Mình dùng cái ví dụ dễ hiểu là thế này.
Ví dụ như các vị xuất gia là đệ tử sư ông, thấy thì bình thường vậy. Thế nhưng các vị thử hình dung rằng là các vị rời vòng tay của sư ông, rời tăng thân của sư ông thiết lập, các vị ra đường, các vị tự hào rằng mình là một người xuất gia, chỗ nọ chỗ kia, là người có tài năng, là người có học hàm học vị nọ kia, nhưng mà tôi đố các vị có thể gây dựng được cái công trình hành đạo một cách giản dị giống như các vị, là chúng còn ở trong tăng thân. Chắc vậy đó. Đừng nghĩ rằng mình có tài nhé. Đừng nghĩ rằng mình có thể rời chúng rồi mình hiên ngang, mình sống, mình lập già lam, xây tự viện, thứ không dễ. Sở dĩ ta sống còn, sở dĩ ta hành đạo, sở dĩ ta được người kính trọng, sở dĩ ta sống vô cùng là nhàn hạ nơi già lam này là do vì cái đức lành của vị thầy phổ lên đời sống chúng ta, ta nương cái bóng mát của ngài. Các vị không thể tưởng tượng được rằng là đối phó đời sống một mình một thân kiếm ăn thôi đã chết, đã chết. Còn nói đây, thưa đại chúng rằng là cái điều kiện sống của mình nó đầy đủ những cái điều kiện rất cần thiết của một hàng trung lưu chứ không phải nghèo nhé. Không lo ăn, không lo mặc, không lo tiền bill tiền bổng, không trả tiền điện nước rác ga, không lo chuyện bệnh hoạn ốm đau, không lo chuyện ngày mai ngày mốt thiếu cũng đủ nghe. Thế thì cái phước lành vô cùng lớn, cái lực dụng vô cùng to tát khi các vị luyện đời sống mình vào sống bên cạnh một vị đạo sư. Thế thì khi có niềm tin đương tựa với một vị thầy thì cái sức mạnh đầu tiên là cái sức mạnh về đời sống tự nhiên nó phổ vào đời các vị, nó bao trùm các vị, nó nuôi dưỡng các vị, nó cất nhắc các vị. Đây là yếu tố thứ nhất. Thì thật các vị tiếp xúc với nhiều truyền thống già lam, nhìn thấy cái nỗi nhọc nhằn của đời sống các tự viện, rồi các vị trở về lộc quyển, các vị sống, các vị mới thấy rằng là cái sự nuôi dưỡng bảo bọc của sư ông á, nó lớn đến độ nào. Nghèo không nuôi nổi đời sống chư tăng chư ni nơi đây, đây. Đức không lớn không nuôi nổi chư tăng chư ni nơi đây, đây. Điều này rất rõ ràng thôi ạ. Thưa đại chúng là trong chúng ở đây mình là người đi nhiều nhất, mình sống nhiều nơi nhất. Trong quá khứ mình đã từng ở nhiều trung tâm tu học nhất. Mình từng ở học viện 5-10 năm, mình từng ở già lam, từ nhà quê cho tới phố thị. Mình từ lang thang ở Sài Gòn đi xin chỗ ở nọ chỗ ở kia, rồi mình nơi đất Mỹ này mình đi rất nhiều chùa nghe, rất nhiều đạo tràng giảng dạy rất nhiều nơi. Mình ăn cơm khắp thiên hạ. Cho nên những điều mình nói để cho các vị lưu ý rằng là khi các vị có mặt nơi đây, các vị tu tập, các vị sống trong bóng mát, trong sự bao bọc của vị thầy lớn, mà không có một vị thầy nào có khả năng yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng, mở rộng vòng tay như sư ông nuôi các vị cả. Đừng có tưởng là mình rời vòng tay của sư ông, mình có thể hiên ngang, lập chùa. Thưa các vị không đơn giản. Đời sống mình tự nhiên nó bị nhẫn chìm rất là dễ. Cái lo ăn, cái lo mặc, cái lo đối phó, mọi việc thưa các vị nó không đơn giản như chúng ta thấy đâu. Đừng nghĩ rằng mình kiếm được một chiếc xe riêng, kiếm được một chút tiền rủng rỉnh trong công văn, hoặc là kiếm được cái chùa mà đời sống mình thanh thản, chứ không. Chưa có một đời sống nào phúc lạc, yên bình, nhiều thì giờ tu, dành trọn vẹn thì giờ cho công trình tu tập và đóng góp và hành đạo như đời sống chư tăng chư ni nơi những trung tâm sư ông là mai cả. Đây là điều thứ nhất, mình nói về cái sức mạnh khi các vị có niềm tin với vị thầy. Sức mạnh thứ hai nó thuộc về lĩnh vực tâm lý nha. Thưa các vị, ngay những pháp hành trì sư ông truyền đạt, nếu các vị có được một cái niềm tin rất là vững chắc, thế thì cái điều đầu tiên rất là gần gũi đó là ta có thể chia sẻ điều này, hướng dẫn điều này, dạy điều này đối với tất cả những người thiền sinh tới với ta. Nếu không có một cái niềm tin vững chắc, thế thì cái sức mạnh của sự thực tập các vị không có, rồi càng không có năng lực để các vị
có thể nói năng chia sẻ nó tạo thành một sức hút đối với người học pháp để hành thiền á. Thì thật rằng là nếu mình không thực tập, đời sống mình nó bấp bênh, nó phiêu phượng, nó không cắm rễ được trong pháp môn hành trì. Thế thì các vị, điều thứ nhất, không có nỗ lực vững vàng trên con đường tu tập. Người ta nói một tiếng thì các vị buồn, nói hai tiếng các vị giận. Có thái độ hành xử có khi nó đơn giản bình thường, nó không có gì ghê gớm cả, nhưng mà ta cảm thấy tổn thương rất là nghiêm trọng. Mọi thứ nó xảy ra, bao nhiêu cái buồn phiền, bất an hoặc là khó chịu, có khi nó không phải là do chung quanh mà nó do chính ta, do gì chúng ta không có cắm rễ sâu được trong cái pháp thực tập. Thế thì điều thứ nhất, thưa đại chúng, là cái năng lực của các vị rất ốm yếu. Cái ốm yếu này nó từ niềm tin đối với pháp môn á, cho nên các vị không có niềm tin sâu thì các vị không thực tập được. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, từ cái sự thực tập của mình ốm yếu như vậy, cho nên 10 năm, 20 năm sau các vị cũng không có khả năng chia sẻ cách hành trì, chia sẻ cách thực tập nó đủ sức hút đối với người nghe. Kỳ thực rằng cái gì nơi trong ta có, nó đã thành của ta, nó thành máu thịt của ta, thành hơi thở của ta, thì cái năng lực truyền đạt, khả năng chia sẻ nó mới đủ sức mạnh, nó thu hút người, nó chinh phục người. Còn bản chất của chúng ta, thưa các vị, nó rất ốm yếu. Cái sự thực tập chúng ta nó rất là phất phơ thôi. Thế thì các vị chia sẻ, các vị chỉ nói từ cuốn họng ra chứ không thể nói từ buồng gan lá phổi của các vị, cho nên cái sức hút không thể có được. Đây là điều thứ hai. Sức mạnh là niềm tin, nó tạo thành cái lực dụng vô cùng lớn cho mình và cho người. Thế rồi cái điều thứ ba, thưa các vị, là cái ảnh hưởng, cái niềm tin của các vị cắm rễ rất sâu vào bậc đạo sư, nó ảnh hưởng rất là nhiều mặt. Mặt thứ nhất, đó là nó nâng đỡ, nó nuôi dưỡng cả một đời tu của ta. Đây là điều thứ nhất. Điều thứ hai, các vị thừa tiếp được tuệ giác từ các bậc đạo nhân, tuệ giác, đạo lực và cái công trình hành đạo của các bậc thầy. Các vị chỉ ngang đó, các vị tiếp bước mở rộng vào cái công trình hành đạo vào đời rất là dễ dàng. Trong nhân gian này, mọi cái công trình khám phá về khoa học, về mọi lĩnh vực xã hội đời thường á, người sau đứng trên vai của người trước và phát triển, chứ không phải là bắt đầu làm lại từ ngay ban đầu. Ví dụ trong quá khứ thì người ta phát minh ra, khi nấu ấm nước, nước sôi bật nắp, sau đó họ phát minh ra cái chiếc xe lửa, rồi phát minh ra chiếc phi cơ, rồi từ chiếc phi cơ họ bắt đầu làm những chiếc phi thuyền vượt ngoại tầng không gian. Không có cái chuyện là những nhà khoa học sau này họ bắt đầu nghiên cứu lại từ cái bước đầu, do vì họ tiếp bước người trước, từ ngang đó phát triển thêm, phát triển thêm. Do vậy cho nên đời sống của chúng ta bây giờ hưởng tất cả những cái điều kiện tiện nghi từ cái công trình khoa học, nó chồng lên chứ không phải là bắt đầu lại từ đầu nhé. Từ ví dụ này cho chúng ta một cái nhìn về cái con đường niềm tin đối với các bậc đạo sư, nó giống như vậy. Thưa các vị, khi các vị có niềm tin về bậc đạo nhân thì các vị thừa tiếp được sự nghiệp của Ngài ngang đây phát triển tới. Giản dị nhất, dễ hiểu nhất, đó là những cái công trình hành đạo của sư ông mở ra trên đất nước Hoa Kỳ và các nơi, đó là sự tinh lọc của 70 năm Ngài sống trên đất nước châu Âu. Và cái công trình hành đạo này về cái mặt ngoại vi rất là dễ nhận ra, đó là tổ chức những khóa tu, tổ chức những ngày tu rất là chặt chẽ, tổ chức cái sinh hoạt tăng đoàn, làm việc cộng thông như một đàn ông. Thấy thì bình thường, nhưng nó là tuệ giác đã được tiếp thu từ một quá trình rất là dài để có được cái mô hình hành đạo như hiện tại. Hãy nhìn Phật giáo truyền thống để thấy
Có khi cái sự có mặt của 1.000 chư tăng có mặt trên đất Mỹ, thế nhưng chưa có một truyền thống Phật giáo Việt Nam nào có thể thành công được trong những cái công trình tổ chức, những cái sinh hoạt tu tập nhé. Chưa có vị thầy Việt Nam nào có khả năng phổ biến được dòng trải chánh pháp vào người Mỹ và người Tây Phương. Thế thì các vị biết rằng là cái công trình sư ông đang mở rộng, cho tới hôm nay cái thành quả mà chúng ta đang thừa hưởng đó là từ một vị thầy đã có tới 60-70 năm hành đạo, đã có tới 40-50 năm sống trên đất nước Tây Phương, đã chắt lọc lại những cái phương pháp vừa hành trì, vừa độ sinh, vừa xây dựng nhà lam, vừa dưỡng chúng. Thế thì chúng ta có niềm tin nơi vị đạo sư gần gũi nhất là vị thầy chúng ta, thì chúng ta thừa hưởng được cái chi? Cái công trình ngài khơi sáng ra và ngang đây ta bắt đầu phát triển tới. Do vậy cho nên thưa các vị, cái lực dụng vô cùng mạnh đối với công trình hành đạo của thế hệ thứ hai, thứ ba sau sư ông là như vậy. Đây là ba nét chúng ta nói về niềm tin đối với bậc đạo sư. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, phần B, cái vấn đề chúng ta khai thác kế tiếp đó là niệm pháp trú xứ bình an nha. Thưa đại chúng, là cái chữ niệm này nó có hai tầng. Tầng thứ nhất, niệm nó là tâm thức ta phát sóng, gọi là niệm. Hay nói cái khác là nó rầm rì, nó đang tụng kinh, nó đang niệm Phật, thầm lặng bên trong, cũng gọi là niệm nha. Đây là tầng niệm thô. Thứ hai là tinh tế. Mình lặp lại. Thưa các vị, là truyền thống tu đạo Phật, họ bày ra rất là nhiều cái phương pháp để chúng ta thực tập. Ví dụ như truyền thống tu của các sư Tây Tạng thì họ tụng chú Nam Mô A Di Đà Phật chẳng hạn, hoặc là Án Mani Bát Di Hồng tụng liên tục. Cái điều này ai đến các cái trung tâm Tây Tạng thì thấy nha. Họ có một dãy dài về mấy cái trụ lăng tròn tròn này nè, cứ xe một cái vậy, niệm câu Án Mani Bát Di Hồng, mà cái dụng cụ đó thì nó làm thành cái biểu tượng, đó là người ta niệm một câu nhưng quay một vòng vậy thì nó chạy bao nhiêu vòng, tức là được bao nhiêu câu. Tôi chỉ niệm trong tâm thức tôi một câu Án Mani Bát Di Hồng thôi, thế rồi tôi quay cái trục lăng đó nó chạy 30 vòng, thì hàm nghĩa rằng là câu đó được cái trục lăng này nó vận hành 30 vòng. Tức là tu mà cũng đầy sự tính toán, làm ít mà muốn cho có nhiều. Thế này truyền thống Tịnh Độ Tông thì họ niệm A Di Đà Phật liên tục, tức là họ tụng thầm cái tiếng nó liên tục. Thì cái phần này chúng ta gọi là an trú ngay nơi niệm, nhưng mà niệm thô. Còn sống ý thức lăng xăng, còn tiếng nói thì thầm quyên thuyên. Và cái điều này nó có lợi ích gì không? Thưa các vị, rất lợi ích nha. Rất lợi ích. Hồi xưa năm 73 mình lên chân không mình tu, đảnh lễ ông cụ Thanh Từ, để ông cụ truyền đạt pháp để mình an trú, mình hành trì. Ông cụ nói, chú cứ tụng Bát Nhã Tâm Kinh cho tôi, tụng liên tục, một ngày đêm không biết bao nhiêu trăm biến mà nói, có khi tới 1.000 biến nha. Mình cứ tụng Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa vậy thôi, cứ tụng hoài, sáng tụng đến tối, tối rồi chừng nào ngủ quên thì thôi, mình vừa mở mắt là tụng Bát Nhã tiếp. Dường như mình làm ăn như vậy khoảng chừng nửa năm, để làm tụng thuần Bát Nhã Tâm Kinh hết. Đầu của mình nó luôn là có một dòng chữ Bát Nhã thế này. Thế rồi mình đặt ra một câu hỏi rằng là nếu người tu theo truyền thống, một là niệm Phật, hai tụng chú, ba tụng kinh, với cái dạng thực tập công phu thô thế này thì mang lợi ích gì? Mang lợi ích gì? Rất lợi ích, rất lợi ích. Tâm các vị mà không có cột vào câu kinh, cột vào tiếng niệm Phật, cột vào những cái ý niệm như vậy thì nó có quyền trong một tích tắc là nó chạy đi rất xa. Do vậy cho nên bước ban đầu, thưa các vị, nếu người xuất gia mà chưa từng hạ thủ công phu tu như thế này thì các vị nắm bắt tâm lại để an trú ngay nơi thiền tập vô cùng khó khăn.
vô cùng khó khăn. Từ căn cơ bậc thượng nha, chứ còn thông thường căn cơ chúng ta chưa phải là bậc thượng. Cho nên các vị dừng tâm lại ngay bây giờ, ngay nơi đây, để nhận biết hơi thở đi vào đi ra, nhiều lắm ba hơi thở thôi, thì tâm các vị nó là để chơi. Cho nên cái cách này là một phương tiện tuyệt vời nhất mà chư tổ của thiền tông bài, chứ không phải là ai bài cả. Cho nên cái lợi ích đầu tiên với một phương pháp niệm thôi vậy, thì nó làm cho tâm thức của chúng ta không còn chạy lang thang đây đó nữa, bắt buộc nó phải dừng lại ngay từ cái tiếng niệm. Lợi ích thứ nhất, có được định. Lợi ích thứ hai, khi ý thức các vị mà đã nghĩ đông, nghĩ tây, nghĩ hoàng xuyên đủ thứ trò, thì nó hao tán năng lượng vô cùng, nó làm cho thân các vị bị bào mòn. Và khi năng lượng thân của các vị nó bị suy hao, tổn giảm, thì đời sống chúng ta, thưa các vị, những cái buồn, những cái vui, những cái hờn, những cái giận, nó sinh, nó khởi rất dễ dàng. Trái lại, mình bảo trì được năng lượng của mình thì mình có thể làm được chi? Nguyên một ngày không có cái nỗi buồn nào len lỏi vô cả, không có nỗi lo âu nào nó sinh khởi, càng không có cái sự trống vắng nào trong tâm thức làm cho mình cảm thấy dường như nó rất là bất an, nó hoang mang, nó cảm thấy nó rất là cô đơn, không có. Khi người ta an trú ngay nơi niệm như vậy thì tâm thức người ta nó lấp đầy niệm, và niệm này, niệm Phật hoặc niệm chú, thưa các vị, rõ ràng rằng là nó làm cho tâm ta yên, làm cho tâm ta lắng, làm cho tâm ta không còn sao động, bảo trì được năng lượng. Lợi thứ ba, cái tầng thô này tu tập được. Thưa các vị rằng là toàn con người của các vị, quanh người các vị nó phát ra một cái tần số vô cùng lành nha. Nó được một cái vùng hào quang của năng lượng lành bảo bọc, bảo bọc. Tâm ta nó không phải vô hình, mà nó luôn có một cái trường năng lượng nhất định. Và khi mình phát ra cái trường năng lượng đó là những suy nghĩ ác xấu, tâm thức buồn phiền hoặc giận dữ, thì nó phổ ra ngoài thân của các vị một cái loại quang phổ. Tùy vào tâm thức các vị mà quang phổ đó màu đỏ, màu đen, màu xanh, màu tối. Ví dụ như mình buồn thì quang phổ nó màu đen, màu hắc ám á. Mà quang phổ hắc ám thì nó lại mời gọi cái loại quang phổ hắc ám như vậy, đen tối như vậy. Cho nên khi ta buồn rồi thì có nhiều chuyện buồn đến với ta, nhiều người tới chia sẻ nỗi buồn với ta. Khi lòng ta tràn ngập niềm vui thì những người đến chơi với ta, thân với ta là những người lòng họ tràn đầy niềm vui, họ không có rót vào ta những ủ ê buồn phiền. Cái điều này, thưa các vị, có thể được lý giải từ cái năng lực niệm của các vị mà hình thành cả. Người ta có năng lực tu thực sự, tâm ta an trú ngay nơi pháp thực sự, an trú ngay nơi cái tầng thô đó là niệm kinh thôi, niệm Phật thôi, niệm chú thôi, thì hộ pháp thiện thần long thiên và những cảnh giới vô hình, bao nhiêu cái vị thiện thần đều hộ niệm các vị. Và cái chuyện hộ niệm là chuyện có thiệt nhé, chuyện có thiệt. Trong không gian mênh mông này, mắt ta không thấy, nhưng mà ta không lường được rằng là chư thiên cũng đang có mặt nơi đây, hộ pháp đang có mặt nơi đây, thiện thần đang có mặt nơi đây. Hay nói cách khác là những cái năng lượng lành trong đất trời này không hề thiếu. Khi tâm ta nó phát ra một loại năng lượng lành thì chúng ta tương hợp với, cộng trú với, tương giao với những tầng năng lượng lành. Do vậy cho nên cái tầng thô này, các vị có công phu hành trì thì thưa đại chúng rằng là cái phước lành các vị tăng trưởng, đời sống tu các vị an ổn, bao nhiêu cái sự may mắn dù cuộc đời này nó sẽ tìm đến với các vị. Đây là bước thứ nhất, niệm và thô đó. Thế rồi đi vào cái tầng tinh tế, nó hàm nghĩa rằng niệm vô niệm gọi là tinh tế nghe. Thế nào là niệm vô niệm? An trú ngay nơi cái tầng vô niệm gọi là niệm vô niệm. Ví dụ, ý thức của mình nó đang cuồn cuộn, nó chạy ngược chạy xuôi. Mình thấy mình là những dòng nghĩ suy này, mình đang quyên thuyên, đang nói chuyện đây.
Thế rồi bất chợt mình nhận ra được rằng là ồ, tại sao mà tâm thức mình nó cứ xao động, nó cứ quyên thiên thế này? Tại sao mới quyên thiên vậy? Mình nhìn thử coi cái tràng chữ này, cái ngôn ngữ này, cái câu nói này, cái dòng ý thức này nó sinh ra từ đâu và nó chảy tới đâu. Mình chỉ cần làm việc là quan sát cái sự có mặt của dòng ý thức đang quyên thiên. Thế thì các vị thấy có hai phần á, cái phần ngôn ngữ thì thầm và cái phần là cái nhìn của các vị đối với ngôn ngữ thì thầm đang diễn ra trong tâm các vị. Thì ngôn ngữ thì thầm là cái tầng thô, rồi cái nhìn của các vị đối với ngôn ngữ thì thầm này gọi là cái tầng niệm nhưng mà tinh tế. Và cái từ chúng ta dùng ra đây là niệm, cái năng lực vô niệm, tức là an trú ngay cái tầng quan sát tỉnh sáng, không có tiếng nói thì thầm, chỉ là cái con người, cái trạng thái tâm đang thấy buồn, thấy vui, thấy lo âu, thấy phiền muộn, thấy dòng chảy ý thức đang cuồn cuộn trôi ngang qua. Dòng chảy ý thức là cái bị thấy, là cái đối tượng phía trước của ta. Ta là cái năng lực tâm đang chiếu sáng đó, thì gọi là niệm vô niệm. Có dễ hiểu không? Vô cùng dễ hiểu. Ví dụ chúng ta nhìn ra ngoài thì mọi người là đối tượng bị nhìn, tôi là người nhìn, phải không? Mọi đối tượng thì có thể có rất nhiều, nhưng mà người nhìn thì mấy người? Một người thôi, chỉ có một người thôi. Rồi mắt của các vị nhìn, đây là màu đỏ, đây là màu xanh, đây là vàng, đây là tím, đây là bông hoa, đây là ngôi nhà, đây là con người, đây là cỏ cây, đây là động vật, bao nhiêu thứ? Triệu thứ. Nhưng mà mắt của các vị nó có thứ gì trong đó không? Không, nó không có thứ gì cả. Nó rỗng, nó trống, nó không có cái nội dung là nhà là màu đỏ, màu xanh gì. Nó không có hình khối gì cả, cho nên nó phân biệt được đây là màu gì, đây là hình gì, đây là người, đây là cây, đây là động vật, vân vân. Nó vốn là rỗng, vốn là không, vốn là vô. Cái năng lực nhìn, năng lực biết của các vị nó không có nội dung, mà cái bị biết, cái đối tượng bị nhận diện thì nó có nội dung nha. Nội dung đó là buồn, là vui, là hờn, là giận. Nội dung đó là những câu chuyện thầm thì nó đang diễn hành ngang qua tâm thức ta. Thế thì cái biết không có nội dung ấy gọi là vô niệm. Vô niệm nó không phải là rỗng mà không có gì hết. Nó có sự có mặt của sự nhận biết nhưng mà trong veo, không có nội dung. Dễ hiểu hơn nữa, khi các vị nhìn, các vị biết mà các vị thầm thì phê bình, phán xét, phân tích thì biết có nội dung nghe. Còn các vị nhìn rỗng trống như thế này, biết mọi việc trước mắt các vị mà không phê bình, không phán xét, mà không phê bình phán xét thì không ghét, không thương, không lo âu, không phiền não gì cả. Chỉ nhìn một cách đơn giản là mọi người trước mắt tôi ra làm sao tôi nhìn ra làm vậy, thì không thương, không ghét, không nói gì rầm về bất cứ điều gì cả. Thế thì cái nhìn ấy, thưa các vị, là cái nhìn của tâm vô niệm. Cái từ gần đó, niệm vô niệm, là an trú ngay cái nhìn như vậy. Cái nhìn như thế này được gọi là nhìn bằng năng lực chánh niệm. Chánh niệm chiếu sáng. Chánh niệm không có phải là làm cái chi cả, mà chánh niệm chẳng qua đó là cái năng lực tự hữu của các vị. Các vị đang có, đang sử dụng đây. Các vị nhìn, nhận biết rõ tường mà không có phê bình, không phán xét gì, không có nội dung gì hết. Và các vị an trú được như thế này một ngày từ sáng tới tối thì các vị đang an trú trong chánh niệm hiện tiền. Các vị không cần tu gì nhiều cả, chỉ cần ngần nói việc thôi nhé. Ngần đó việc mà ta làm được thì thưa đại chúng rằng ta đang an trú trong tự thể niết bàn của chính ta, an trú trong trí tuệ thực hữu của chúng ta, an trú ngay cái con người không từng sinh không từng diệt của chính ta. Cái năng lực này đích thực là thể niết bàn, đích thực là bản thể chân thật của các vị, là chân tâm của các vị, là Phật tánh của các vị. Rất là nhiều cái từ, có thể có từ 1000 cái từ để gọi, nhưng mà đích thực đó là cái con người thực của các vị. Con người này chưa từng sinh, chưa từng diệt. Cái lượng của nó rộng bằng hư không. Tuổi thọ của nó
không có thời gian bắt đầu, không có thời gian chấm dứt nha. Cái năng lực ấy đích thực là thể niết bàn lòng lộng là như vậy. Thế thì thưa đại chúng, an trú nơi pháp nó hàm nghĩa rằng là nếu các vị còn chưa nhận được pháp thì các vị an trú ở tầng thô. Các vị có thể niệm thầm, các vị có thể là đây là hơi thở tôi đang đi vào, tôi đang thấy hơi thở vào, đây là hơi thở ra, tôi thấy hơi thở ra. Thì rõ ràng hơi thở là đối tượng bị các vị nhìn, hay là ngôn ngữ thì thầm là đối tượng bị các vị nhận diện, các vị nói. Nhưng mà cái năng lực, cái trạng thái tâm nhận biết đó thì nó không phải là tiếng nói, nó không phải là đối tượng, mà nó là tự thể của các vị, là con người thực của các vị. Thế thì nhận ra điều này gọi là ngộ được pháp, thấy được pháp. Trong từ nhà thiền gọi là thấy được tánh nha, thấy được cái bản thể không sinh không diệt của chính ta. Thế rồi thưa các vị, an trú được nơi đây thì các vị sẽ thấy rằng là hình hài này không phải là ta, buồn vui này không phải là ta, lo âu phiền muộn này không phải là ta, cho nên ngũ uẩn này không phải là ta, mà ta là cái năng lực tâm bất động, ta là vị Phật. Ngộ được điều này, cái từ người ta gọi là thấy được cái thể Như Lai của chính mình, Như Lai chính mình, pháp thân của chính mình. Và thưa các vị, ngàn con đường của kinh văn Đức Phật khai triển đều đi vào chỗ này nha. Thiền Nguyên Thủy, truyền thống Vipassana, thiền Tứ Niệm Xứ, thiền Đông Độ, truyền thống học tập kinh văn, truyền thống luật tông, truyền thống mật thừa. Thưa các vị, có thể có 1000 con đường nhưng mà đều đi đến cái chỗ này đó, thể ngộ được hoặc là cái có sẵn nơi anh, có sẵn nha. Thế cho nên niệm pháp là an trú được ngay cái chỗ này gọi là niệm pháp. Và khi an trú được ở đây thì cái chuyện gì phát sinh? Trú xứ bình an nhé. Trú xứ bình an có hàm nghĩa rất là cạn, đó là các vị tu như vậy thì nơi nào các vị có mặt nơi đó đều bình an cả. Sóng gió bên ngoài không có làm nó lay động. Người ta khen, người ta chê, người ta thương, người ta chà đạp, người ta quỷ nhục, người ta hành hạ. Thưa các vị, những chuyện đó là trò đùa thôi nghe. Tại vì không ai làm lay động được các vị cả. Các vị luôn an trú ngay nơi bản tâm của các vị. Cho nên người bên ngoài họ nói là chuyện của họ, họ quỷ nhục là chuyện của họ, họ phun nước miếng vào mặt là chuyện của người ta nghe. Thế nhưng mà lòng ta nó không có sao động, không có bị buồn, giận, ghét, thương gì sinh diệt cả. Nếu nó có một chút sao động nó khởi lên, thế thì ta liền làm một việc, đó là ta quan sát cái trạng thái tâm đang phiền, đang giận, đang sinh, đang diệt trong ta. Thì ta liền tách mình ra khỏi những cái trạng thái buồn, giận, ghét, thương, bất an, sầu thảm. Không có bất cứ một cái phiền não nào chạm vào các vị được cả. Các vị như một cái hành tinh này được bầu khí quyển bao quanh, không có thứ gì chạm vào được hết, chạm là cháy á. Không có ai rót phiền não vào các vị được cả, đụng là cháy đó. Tại vì các vị có năng lực trí tuệ thực sự, có nỗ lực thực sự, cho nên sống bất cứ chỗ nào các vị đều an ổn cả, gọi là tùy xứ bình an hay là trú xứ bình an. Cái câu kinh gọi là tùy sở trụ xứ thường an lạc, là tùy bất cứ cái chỗ nào, ở bất cứ nơi đâu đều an lạc là như vậy. Không có hoàn cảnh nào làm khó ta được, không có một kẻ thù nào gây hấn với ta được, đừng nói là bao nhiêu huynh đệ chung quanh, không có cách gì, không có cách gì làm cho các vị phiền não được. Rồi cái gần hơn nữa, trú xứ an lạc nó hàm nghĩa rằng là ngay hiện tại này, đây là một trú xứ nghe, đây là một đền thờ của tâm thức ấy. Đền thờ này thưa các vị, nó ốm, nó đau, nó tật, nó bệnh, nó già, nó cỗi, nó xấu, nó đẹp đều không dính dáng gì ta cả. Ta sử dụng nó để hành đạo trong một đời như mượn chiếc thuyền qua một cái bờ thôi. Cho nên với người thấy được đạo rồi thì đối với họ hình hài, nhan sắc, già yếu, tật bệnh không còn quan trọng. Tại vì họ luôn làm người quan sát sắc quẩn họ, chứ họ không hề là sắc quẩn. Rồi cái thực tập này, thưa các vị, chúng ta dù có thực tập trên hơi thở, thực tập thiền chánh niệm, chúng ta đều đi vào con đường như vậy nhé. Các vị thực tập ở mức độ
ai cũng đang làm, đó là tôi đang quan sát hơi thở đang đi vào đi ra. Thế thì hơi thở là đối tượng đang bị tôi nhận diện, bị tôi thấy. Rồi tôi quan sát từng bước chân của tôi, thế thì bước chân là đối tượng, mà tôi là người đang quan sát. Tôi là cái năng lực đang quan sát bước chân. Rồi nó sẽ tiến đến một bước thứ hai tinh tế hơn, đó là đây là buồn, đây là vui, đây là lo, đây là phiền não, đây là bất an, nên đến nó đi, nhưng mà tôi không hề là nó. Tôi đang quan sát được những thứ ấy, những cảm xúc ấy. Rồi nó tiến một tầng thâm sâu hơn, là những nghĩ suy bồng bềnh, những phê bình phán xét, nó sinh nó diệt, nó đều trở thành cái đối tượng bị tôi thấy. Mà tôi chính là cái năng lực đang thấy. Cái trạng thái tâm chiếu sáng từng cái ý niệm đang vẫn qua trôi ngang trước mắt. Thì thưa đại chúng, đạt đến chỗ này, an trú được ngay nơi đây, thì các vị nhìn hình hài các vị, nó xấu, nó đẹp, nó già, nó yếu, nó tật bệnh, hoặc nó chết là chuyện của nó nghe. Ta phải là nó, ta là cái năng lực tâm bất động, ta là cái thể Phật vô sinh, tạm gá về hình hài này, mượn nó sử dụng trong một giai đoạn thôi. Thế thì thưa các vị, đến đây là hoàn thiện được công trình an trú ngay đây pháp. Tóm lại, điều vô cùng dễ hiểu là khi người ta thấy được pháp, người ta xoay chuyển được hoàn cảnh, ta làm cho những nơi bất an trở thành bình an. Người ta thấy được pháp thì ta làm cho mọi cái chướng duyên của cuộc đời tu tự nhiên trở thành thuận duyên cả. Người thấy được pháp tu tập, thưa đại chúng, với họ không còn nơi chốn nào là trở ngại, không có một vị bằng hữu nào là ác hữu cả, ai cũng đều là thiện hữu của họ cả. Mọi cái nghịch duyên đều quay tròn chung quanh họ, trở thành cái yếu tố hộ đạo để cho họ thành tựu được sự nghiệp giác ngộ. Đúng vậy. Dừng ở đây. Cảm ơn đại chúng.